Ông Quỳnh Phi Dũng ông lên ông nói là cái một cái bà nấu cơm đó, bà cho bà Nguyễn Phương Hằng uống thuốc, vì đó nên bà Nguyễn Phương Hằng nóng tính không kiểm soát được lời nói của bà, nên xúc phạm hết người này tới người kia. Theo tôi nhận xét á, thầy gian sang dễ đổi và bản tánh khó dời. Đồng ý là vợ ông với ông bằng từ thiện rất là giỏi, rất là hay. Ở đây người ta tin vợ chồng ông là bậc thánh nhân rồi, không có sai chạy chỗ đó. Nhưng mà phải bà về á, bà nói thêm về thầy Thích Minh Tuệ mình. Khi bà ở trong tù thì bà không có biết rõ, nhưng mà về bà coi trong vài ngày thì bà biết được ngài Thích Minh Tuệ của mình là ai trở lại, là đi cái hạnh như vậy mà rất là cực khổ, được quần chúng. Thì hai vợ chồng ông người ta sẽ đưa lên tới tận mây xanh luôn. Còn cái này về á, bà chưa có biết gì hết. Rồi đi lên quốc thầy Thích Minh Tuệ là quốc là không trợ, kêu ngay đích danh thầy Thích Minh Tuệ. Nhưng mà tới 20 thì giải là không giải gì về thầy Thích Minh Tuệ. Thì bà quy chụp cái bữa 13 tháng 10 thì bà nói gì về tu quốc là không có trợ quý vị. Sau lưng ông Thích Minh Tuệ này là ai tôi sẽ phân tích cho quý vị biết. Rồi khi 17 đó thì bà lên bà quay xe là bà nói ngài Thích Minh Tuệ nước sông không phạm nước giếng, ông tu là cái hạnh của ông, còn tôi là tu theo cái đỉnh của tôi thì khác đó. Thì thử đã, bà đã nhờ, bà đã xuống dốc một phần rồi. Khi bữa 20 ở trại Nam Đại Nam thì bà không nói gì thầy Thích Minh Tuệ hết, mà bà dựng cái bà đó là dân phản động gì đó, kêu bà đi giải cứu sư Thích Minh Tuệ và giữa mấy fan của Thích Minh Tuệ và bà thì sẽ lật đổ chính quyền. Vợ chồng em với Quỳnh Phi Dũng đã làm được bao nhiêu chuyện thiện thì người ta đã tôn mình rồi. Nhưng mà mình là không phải người ta tôn mình rồi, mình muốn nói cái gì mình nói. Nó nên mình tiếp tục làm cái gì được giúp đỡ cho bà con nghèo nào đó thì người ta đã tiên thưởng mình rồi. Cả nhà nước người ta cũng phong tặng rồi, mà cả thế giới này người ta cũng phong cho mình rồi. Thì mình ở một cái đỉnh nào đó mình cũng đã biết rồi. Xây dựng hình tượng thì nó lâu lắm, nhưng mà đập vỡ hình tượng thì nó mau lắm em. Nên em phải trở về nội tâm đi, đừng bao giờ xúc phạm với những bậc chân tu, tu hành chân chánh nữa. Mà em xúc phạm với những cái người mà không nắm lực đạo, không nắm lực đời, mà chỉ ra gã lên để gạt cộng đồng mạng lấy tiền thì được đó. Còn em bài bác những cái bậc chân tu hay những nhà nước của mình thì coi chừng em thua đó. Tại vì đâu đó có luật pháp hết trơn à. Đời thì có luật đời, mà nhà nước thì có luật của nhà nước. Người ta đã ban ra cái luật hết rồi. Nên không, mình đừng bao giờ xúc phạm với ai hết trơn á, thì mình được yên ổn thôi. Đó. Tại vì bờ cõi vững lặng thanh ta mới yên, quốc gia mạnh giàu mình ta mới ấm. Đó. Cái ông nhà nước là ông lãnh đạo một đất nước được, thì ông phải lãnh đạo cái chuyện đúng hay sai ở xã hội được. Không phải là đợi tới mình mà ra gã lên người ta mới biết. Ông đã nắm được hết chứ không phải là không nắm đâu. Đó. Bao nhiêu những cái người giả trá hay cái người thành thật đều nằm gọn ở trong cái tay của nhà nước hết. Người ta đã nắm hết, người ta không phải là người ta không biết, đợi mình nói người ta mới biết đâu. Rồi em tố chạy giam rồi này kia đủ thứ chứ, em đừng nên nói vậy. Tại vì trong chạy giam ta cũng có lực của chạy giam. Chẳng lẽ người tù mà vô đó người ăn không nằm gồi sao, lại nuôi sáng chiều sao, thì cũng phải lao động chứ. Mình là con dân của nước Việt, mình phải tuân thủ luật pháp của đất nước của mình. Đó. Dù mình chưa đủ tài lực đổ đương việc những việc đó thì mình cũng phải tuân thủ luật pháp của người ta. Đừng lên mà bài xích như vậy hoài thì mình hơi sai đó. Em nói em có sứ mạng thì cái chuyện đó chỉ thấy em nói hơi quá lố. Cái sứ mạng là em biết ai không? Từ Đức Phật, những hàng Bồ Tát mới có sứ mạng lâm phàm để dạy thế. Đó. Cái sứ mạng của những người mà người ta đã đắc quả rồi, người ta trở lợi cứu vớt quần sanh, vì đối với quần sanh ta mang cái ơn rất nặng, chứ không phải cái người mà chưa đắc đạo mà có sứ mạng đâu. Nó cũng như mấy cái bà mà lên xuống xuống đó, mấy bà cũng dựa hơ theo đó, mấy bà nói bà có sứ mạng, con của trời, con của đất gì trở lợi. Nó mà ông Ba Thớ mình không cho biết đời này xưng mẹ xưng cha, tức là mình tự xưng tự giả bùa đeo đó. Nó đến ngày đến việc khóc la ôm sồm mà không ai cứu bởi lòng ác gian. Nên khi bà quốc thầy Thích Minh Tuệ rồi, bà không có điều kiện để giải mã sau lưng Thích Minh Tuệ lại, dựng cái bà đó lên nói như vậy để cho người ta quy chụp ông Thích Minh Tuệ mình mà không có được đâu.
Tại vì ông đã ra đi mấy tháng trời rồi thì cũng có công an mật thám người ta theo dõi ông rồi. Nếu mà ông có cái chuyện gì sai chặt thì nhà nước người ta đã quy chụp rồi, không cần đợi gì tới mình. Bà phải dựng lên một cái vở kịch quá ư là tệ luôn, quá ư là cái vở kịch nó không có độ chỉnh đó. Mình muốn dựng lên một cái cuồng phim, một vở kịch nào nó phải phải đóng cho nó hoàn hảo đó, người ta mới coi. Còn cái này mình nói chuyện không có dính dấp gì hết, không có hoàn hảo nó vậy đó. Rồi bữa nay ông Quỳnh Phi Dũng lên đó là cái bà nhà bếp nào đó cho em uống thuốc nóng nảy. Ủa cái thuốc nóng nảy này ai có quyền cho? Nếu như vậy thì ông Dũng phải dẫn bà Phương Hằng phải đi khám mới phải. Tại vì mấy ông mấy bà là tột đỉnh rồi, thành thử ra phải đem lại bác sĩ đi khám coi thuốc gì mới phải. Mà không có thuốc gì mà thay đổi được cái bản chất của con người đâu đó. Tôi dám biết như vậy đó, chỉ có tạo hóa của định lực thiên nhiên, chỉ có mình tu mới thay đổi được cánh cách của mình thôi. Còn nếu mình không tu á thì cái thuốc này người đời không bao giờ mà cho mình uống mà có thể thay đổi cái nhân cách của mình, cái phẩm hạnh của mình, cái giá trị của mình, hay là thay đổi bản chất của mình đâu. Tại vì tánh nóng nảy mà Đức Quỳnh giáo chủ cũng khuyên là chớ nóng nảy mà sân si hư diệt, phải đợi thờ du kiệt hồi quy. Cái tánh nóng nảy này mình phải tu để trở về nội tâm mà dằn mới được thôi, chứ không có ai mà có quyền cho ban thuốc cho mình uống mà nóng hay là hiền được hết trơn. Hôm nọ thì khi mà thầy về tỉnh Gia Lai đó thì có một số sư cô mà đến đó quý vị, rồi cho người cạo đầu tại đó luôn, là xưng là đạo nhân quả. Nhưng mà đạo nhân quả này thì hồi đó giờ chưa có, tại vì nhà nước chưa có thừa nhận là đạo nào là đạo nhân quả hết trơn á. Trong nước đất nước Việt Nam chúng ta có 16 đạo, mà có tư cách pháp nhân là 16 đạo, mà có 6 cái đạo lớn. Nó thành thử ra đạo nhân quả này không bao giờ có. Đã lúc đó là thầy Thích Minh Tuệ không có chấp nhận rồi, rồi bị quần chúng công an người ta mới xua đuổi mấy cái sư cô đó. Là nói mấy bà nói đạo nhân quả thì không có đúng, không có thiết thực. Thì đã người ta đã bài bác rồi. Mà cái con Lê Thị Miễn này nó gì đồng tiền quý vị, nó cứ dựng ghép hết cái chuyện này tới chuyện khác, không biết ai mướn nó thì mình không biết. Thì bây giờ hết lên ra gã hết chuyện này tới chuyện khác. Vừa bữa hổm quy chụp ông là phản động này kia đủ thứ chân, rồi nói đủ thứ chuyện trên đời chân. Nào là nó tôn Thích Đợi Đồ là thầy của nó này kia, không phải là vậy mà cộng đồng mạng nói vậy. Bây giờ có hay không thì ở trên thế giới này ta đều biết hết rồi. Còn ông Thích Minh Tuệ của mình ổng đi theo cái hạnh đầu đà của Đức Phật Thích Ca ngày xưa. Mà hạnh đầu đà đó là khi mà Đức Phật Thích Ca còn chủ thế thì ông Ma Ca Diếp đã hành cái hạnh đầu đà đó rồi. Thì ổng là đạo gì? Thì ổng là đạo của Thích Ca Mâu Ni Từ Phụ, chứ không có ngoài ra cái đạo nào nữa hết trơn á. Đó, mà hết gắn ghép cái chuyện này tới gắn ghép cái kia. Lê Thị Miễn, nếu mày có ngon mày trở về Việt Nam đi, mình đừng ở nước ngoài mày ra gã cái họng mình hoài. Nó mày trở về Việt Nam đi, rồi bắt đầu mày làm đơn, nó mày thưa ổng là đạo phản động gì đó, rồi đạo nhân quả gì đó, thì người ta mới tin mày. Chứ mày ở nước ngoài mày bố láo làm cái gì? Đó, thì bây giờ mày ngon đi, mày về Việt Nam đi, rồi mày thưa ổng là đạo gì đó, rồi phản động phản gì đó thì về nói. Còn này mình ở nước ngoài mình không có được ai chấp nhận rồi, mà xạo sự lên cộng đồng mạng là ra gã đó. Hết mày rồi tới cái thằng Tệ Thận đó. Bây giờ quý vị thấy không, những cái người mà giả đạo bồi hồi đó, phá đời phá đạo luôn đó quý vị. Quý vị thấy rồi đó, thành thử ra những cái vị Phật ở bên chúng tôi đó kêu tín đồ, ai lớn thì kêu bằng chị, ai nhỏ thì kêu bằng em, chứ không có láo phép như mấy ông sàm tăng mình. Bây giờ mày vô chùa mà không lại mà không xá mày, ổng làm mấy ông bắt lỗi con không là xưng con rồi mấy ông mới chịu. Còn Đức Quỳnh giáo chủ tôi á là bực Phật rồi, mà Đức Quỳnh giáo chủ còn khiêm nhường, ra đời dạy dỗ anh em xem qua ít bạn gán đem vào lòng. Người tu như thể Bá Tòng, ai ai cũng quý, cũng trông cũng nhìn đó, sửa sang là phận của mình. Xưa nay lời lẽ sử kinh gõ gàng, chừng nào ta gặp hớn hoàng, chúng sanh mới hết phàn nàn số căn đó. Thành thử quý vị hãy trở về nội tâm, hãy nhận xét hai đường tà chánh, hãy đón những cái đại lễ mà của những người người ta làm được việc, người ta làm bậc thánh, rồi làm được cho đời, giúp ích cho đời và xã hội. Thưa quý vị, khi thờ pháp thuộc thì nó cũng giờ Đức Quỳnh giáo chủ đi. Ngài ra đời được 7 năm 10 tháng lẻ 7 ngày. Ngài gắt gan chân cực khổ. Tự pháp nó cho ổng là khùng điên này kia, bắt ngài uống axit này kia, rồi bắt ngài đi vô ngục cho cọp ăn. Nhưng mà cọp thấy ngài thì lại còn uống axit thì ngài vẫn uống. Nói với ông Trần Văn Tâm là ông cho tôi uống chén này tôi khỏe dữ
Nhưng mà ngài không nỡ uống hết, đưa còn nửa chén đưa lại cho bác sĩ Trần Văn Tâm, vì ông đi trị bệnh cho người ta nhưng mà vợ ông ở nhà bị bệnh nan y mà ông trị không được. Tôi nhường lại nửa chén này để cho ông về cứu vợ ông. Thì ông Trần Văn Tâm ông đem nửa chén axit thì cho bà Trần Văn Tâm uống. Thì bà Trần Văn Tâm bà chấp nhận uống. Nhưng mà bà uống rồi 3 tháng sau bệnh bà thuyên giảm. Quý vị thấy không? Cái người tu nào cũng phải sỏi sành gian chân hết trơn. Không phải cái ông nào mà đắc quả mà ngồi nhà mát hưởng bát vàng, tay phân phất nhận tiền, miệng cười te tét như nông dân được mùa mà đắc quả đâu. Quý vị phải trở về nội tâm. Quý vị hãy nhìn thấu lên. Những cái thằng xàm tăng mà nó chửi ông thì nó là bị trái rồi. Rồi cái bà kia thì cũng bị nằm một chỗ rồi đó. Còn bây giờ đó, còn những cái người từ gài sắp tới mà phỉ báng nữa, thì quý vị hãy coi cái quả của quý vị nó sẽ chín mùi nữa. Nên quý vị đừng có phỉ báng những bậc chân tu, đừng trụng chạm với những cái người chân tu mà mình có tội. Mình lại ở một lại đi, không có tốn tiền gì hết. Nên Đức Quỳnh Giáo Chủ nói tu cũng không mờ thịnh, mặc tình ai trọng kính hay khinh. Thiên Lê Dân còn hỡi say mê, chẳng tu tỉnh cho gành xưa nắng. Thấy ta lợi nói cay nói đắng, thấy ông điên vậy đó rồi nói cay nói đắng ông hoài, đắng với cay ta cũng chẳng màng. Chừng Trần Giang kiến thấy Phụng Hoàng, xè cánh múa chào mừng Phật Thánh. Nó thấy đạo lý chứ nào thấy tánh, cái tánh của mình nó ẩn, còn ẩn nơi tim ốc sát trần. Nó quý vị thấy không? Và bây giờ quý vị thấy cuộc đời rồi, đủ thứ chuyện trên đời hết, nào là động đất sụp đất, bão tố đầy trời ngoại hết luôn, sấm rền gừng thẩm núi tơ đầu. Nó thành thử quý vị phải trở về nội tâm thôi quý vị. Nó thành thử ra quý vị biết không, cái lễ 25 tháng 11 là ngày đản sanh của Đức Quỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo chúng ta. Ngài khi được Đức Bà thọ thai vào mùa hạ mà ngài sanh mùa đông, nên thầy mới nói là phải sớm hứng giọt xương đông hạ, điên nhân nghĩa điên gì đạo cả, thôi chào đời khép cửa bù duyên, có thiện căn sớm lợi cửa thiền, câu niệm Phật chờ ngày chung cuộc. Đó. Nam mô Định Tâm Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Đó. Đức Quỳnh Giáo Chủ viết. Nên ngài mới nói là ngài hạ sang mượn xác chẳng thôi, là mượn xác con Đức Ông Đức Bà, cảm tình đồng loại lão thiên dân. Đó. Khuyên chúng ta trở về nội tâm để tu hành chân chánh. Đó. Quý vị thấy không? Rồi bắt đầu ngày 15 tháng 11 là ngày của lễ của ông Thiên Hộ Vương của mình. Mà ngày xưa ba vị tướng này đã từng quanh quanh liệt liệt để tạo dựng đất nước. Mấy ông có công dựng nước và giữ nước, từng đuổi giặc ngoại xâm để giữ yên bờ cõi. Mà Đức Thầy có câu bờ cõi vững lặng, thân ta mới yên, quốc gia mạnh giàu, mình ta mới ấm. Quý vị hãy chờ đón những cái đại lễ mà coi. Nên sau này Đức Quỳnh Giáo Chủ cho biết là khi mấy ông xàm tăng này bể hết thì khắp thế giới liên dây hòa hảo lại, ngừng bác ái điên đời biến đảo, duyên như ta vì đạo vì dân. Đó, quý vị thấy hay không? Khi mà Đức Quỳnh Giáo Chủ vắng mặt thì mấy ông sư mình á, lên nhiều nhiều ông bố láo đủ thứ chân. Nên Đức Quỳnh Giáo Chủ viết ti ngày nay chúng nó hùng cường, chừng phân định thì ta cao quý. Đó, thành thử ra quý vị hãy trở về nội tâm để mình tu, để diễn tiến Đức Phật Thánh Thầy trong ngày Long Hoa Đại Hội. Rồi quý vị đón những cái đại lễ của những bậc thánh nhân, bậc thần thánh của mình, và những vị Phật mà ra đời dạy của mình điều hay lẽ phải, ta gán chăm chỉ nghe lời, chớ nên sao lãng. Thành thử ra quý vị hãy trở về đi. Bây giờ nó dầu giả quá nhiều quý vị ơi. Ngày xưa thì Phật ở trên cao, bây giờ dưới đất nó lao sao kiếm tiền quý vị. Nó lao sao kiếm tiền đủ thứ chứ, nó dựng lên đủ thứ chuyện trên đời chứ. Vì cái đời này nó phải lộ ra như vậy đó, để cho người ta biết đâu là giả, đâu là thật. Đó. Thành thử ra quý vị hãy trở lại để cứu vớt cuộc đời của chúng ta, để lập thân nuôi trí đặng chờ ngày ý kiến Phật trời quý vị. Nên quý vị hãy xem xét mọi việc đi. Dầu việc người hay việc của ta, nên phán đoán cho tường cho tận ha. Phải không? Như cái bài sứ mạng đó thầy viết, ta cùng Đức Thầy mới tá hiệu cùng điên. Ta là một rồi, mà cùng Đức Thầy nữa là hai rồi. Nên thầy mới nói quy y theo mấy ngày là quy y theo cái bậc thánh nhân đó. Đó, tu hành mau đắc quả. Những cái bậc mà thay vì thầy là Phật phải không? Rồi có những ông tiên. Rồi bắt đầu ông thánh. Mà ông thần thì có hai dạng thần, một thần chân chánh và một thần Atula. Thần chân chánh thì mình quy y theo mấy ngày cũng được. Rồi bậc thánh tiên, bậc tiên mình cũng quy y theo mấy ngày được. Nên thầy dạy cái bài cúng quy y theo mấy ngày và tu hành theo Phật đạo.
Thành thử là mình phải quy y theo những cái bậc thánh nhân của người ta, chứ không phải là quy y theo đệ tử của thầy. Tại vì đệ tử của thầy chưa đắc đạo, có số đắc đạo, có số chưa đắc đạo, thì thầy không có kêu quy y theo những người đó. Nên mà thầy nói thầy chùa như thể cây sơn là mấy ông sàm tăng nó khác, còn mấy ông chánh tăng, nếu mà các ông ấy dạy điều chánh lý ta khá văn lời là quy y theo mấy ngài là những người chánh tăng đó, chứ không phải mình quy chụp hết ông nào cạo đầu, ông nào làm tăng cũng luôn đều giả. Không phải, chỉ có một số phần tử nào lợi dụng gạt lường là giả thôi, chứ cái người mà người ta chánh đạo rất là nhiều quý vị. Cái người chánh đạo có thể là người ta gấp mấy lần như vậy đó, chứ không phải là gì. Nên thầy mới kêu quy y theo mấy ngài là chọn nơi nào đạo chánh để quy y phượng thờ thì mới được thân sau cao quý, là quy y theo mấy ngài là như thế, chứ không phải là quy y theo đệ tử của thầy. Bây giờ ngày xưa thì thầy nói ngôi tam bảo hải thờ chằn đỏ, em nghe cho kỹ nha, tạo làm chi những cốt với hình. Nhưng mà thầy nói cái ngôi tam bảo này mà thờ chằn đỏ ngày xưa là của Đức Phật thầy Tây An. Nhưng mà khi Đức Phật thầy Tây An viên tịch rồi, có những người lợi dụng tôn giáo của mình để lập lên chằn đỏ, nên thầy mới nói là toàn thể trong đạo đổi lại màu già. Mà mình là đệ tử mà mình không nghe thầy chứ mình làm theo cái ý của mình thì mình có phải là đệ tử không? Quy y thì khá hành y, giữ lòng thanh tịnh từ bi giúp đời. Mình là đệ tử, thầy dạy như thế nào mình phải làm y như thế đó. Hả? Thầy dạy là chỉ có ba ngôi thờ cúng mẹ, thờ ngôi thứ tư nữa là có đúng là đệ tử không? Là không phải. Là mình thờ theo thằng Tú rồi. Theo thằng Tú tạo nhiều chu mỏ mà đời xưa có mấy ai thành. Đó. Phật từ bi độ tử độ sanh là độ kẻ hiền lương nhân nhân chân chánh. Đó. Xá với phước là trò kỳ quái làm chay đàn che miệng thế gian thôi. Kẻ vinh hoa phú quý giàu sang mướn tăng chúng lặng làm chữ hiếu cũng không được nữa. Mình làm chữ hiếu mới hay, chớ mướn người ngoài cầu nguyện khó tiêu. Là mấy em mướn mấy ông tăng mà lợi tụng kinh mà lấy tiền đó là mướn đó. Bất cứ cái tôn giáo nào người ta cũng dạy mình điều chánh lý hết, tại mình làm không đúng chứ không có đạo nào mà dạy mình làm sai hết trơn quý vị. Nên mình phải trở về để tu, để giải thoát cho cuộc đời của mình. Quý vị thấy hết rồi, thế giới này quý vị cũng dòm thấy hết rồi, nào giặc giả, nào chiến tranh, nào khổ sở, quý vị cũng đã thấy hết rồi. Quý vị ơi, chỉ còn tu thôi quý vị, tu gấp gấp lên đi quý vị, niệm Phật từ hơi thở đi. Để làm gì? Để mình có mặt diện kiến Đức Phật, Đức Thầy trong ngày Long Hoa Đại Hội. Mà Long Hoa Tiên Phật Đáo Ta Bà đó, ông Thích Minh Tuệ ông giải nghĩa rất là đúng đó quý vị. Nhưng mà tại có thể thận này chưa hiểu gành, nên để bài bát thôi. Nhưng mà nói nếu đệ thận nghe, đệ thận hãy mở tâm linh nghĩ đến đoạn này, điều quả phước ấy cơ báo ứng. Hãy đọc nhiều sách lên, hãy coi nhiều lời của vị Phật mà dạy, rồi hả bài bát ông Thích Minh Tuệ. Chứ ông nói là về hội Long Hoa Thánh Đức đó quý vị. Tại vì sau này người ta sẽ đem cống lễ cho nước Nam mình, thì mình tu là mình ngồi tại chỗ cũng có ăn. Nên ông nói rất là tuyệt vời. Tại đệ thượng chưa hiểu, đệ thượng chưa nắm rõ, nên đệ thượng còn bôi bát. Nhưng mà đệ thượng đừng có tu cái miệng nữa, hãy tu nội tâm đi, đừng tu cái miệng nữa. Và con Lê Thị Miễn đó, lần cuối cùng cô tư phiên con, đừng bố láo nữa. Con ở nước ngoài, con ra gã hoài, con có ngon, con trở về đất nước Việt Nam đi. Ai làm được thì để cho người ta làm, mình làm không được thì nên tôn trọng người ta. Dưới xin cảm ơn quý vị cộng đồng mạng đã thấy đồng bào miền Bắc miền Trung của mình bị cảnh bão số 3 mà gỡ quà, gỡ cáp đồ cho. Thì cũng xin tiên dương quý vị, cảm ơn quý vị. Bảo tớ nữa rồi quý vị ơi. Thành thử ra mình hãy tiếp tục đi niệm Phật lên đi, để chi biết không, thảm họa này người ta sẽ không đến tới mình nữa. Thì cái đây chuyện nắng mưa là chuyện của trời, không ai mà đình đợi được hết. Không có nói ông nhà sư nào mà lên cầu mà dừng bảo là được hết. Cái chuyện này là chuyện của trời đất, của thiên nhiên. Nên Đức Quỳnh Giáo Chủ cho biết là năm canh thìn nhiều chẳng dấu mưa. Câu này cũng nói nhiều rồi, nhưng mà quý vị biết là câu này của nước cốt của Đức Quỳnh Giáo Chủ. Đó. Cho nhân loại trăm cay cùng ngàn đắng, quý vị cũng đã thấy rồi. Đó. Nắng mưa
khác với đời xưa luôn quý vị, khác với những cái năm khác luôn quý vị đó. Tại vì gió nhiều bão nhiều thì phải sụp đất động đất rồi, lỡ đất cái chuyện đó không ai tránh khỏi hết. Nhưng mà mình chịu, cái người nào mà chịu thì người đó đã, người ta đã ít tu nên người ta đã kém rồi. Bây giờ mình tu gấp gấp lên quý vị, mình thấy gì đó mình hãy cầu nguyện cho những cái người mà đau khổ vậy. Đêm nào mình cũng cầu nguyện cho thế giới này được hòa bình, hạnh phúc, giảm no đi quý vị. Mình cầu nguyện như vậy nó không có tốn tiền tốn bạc nào mà đem lại một sự lợi lộc cho mình. Công đức mình sẽ tăng lên quý vị, chứ không phải là không đâu. Mặc dầu mình niệm một tiếng Phật để hồi hướng cho khắp thế giới này. Thành thử ra ông Phật ông đã dự đoán hết rồi, ông đã biết trước hết rồi. Chỗ nào có Phật thì chỗ đó có ma thôi. Phật ma, ma Phật mới ra dở tuồng. Chứ nếu mà cái tuồng hát mà không có người tội chung và kẻ nịnh thì đâu tạo ra một cái tuồng hát được đó. Nhưng mà cái lũ nịnh này là quý vị biết không, nửa tuồng cả lương là nó ra nó ăn cháo gà rồi, nó không còn ở tới cái cuối cái tuồng cả lương. Nên khi mà lập cái đời thượng quân thánh đức thì mà kẻ gian ác bị gươm ba thước đó. Nơi pháp trường chỉ kẻ hung đồ, được khảnh thơ nhờ chữ Nam Mô đó, phiên bổn đạo gán mà trì trí. Thì ông Phật ông khuyên mình chỉ có niệm Phật thôi để mình trừ được cái thảm họa này và để mình đắc cái quả một ngày nào đó. Dầu không siêu cũng đặng về thần, nhờ hai chữ Trung Quân Ái Quốc. Nó chừng lập hội biết ai còn mắc, giờ chưa phân chưa biết chánh tà đâu quý vị. Nên thần thì cũng có hai vé, một thần chân chánh, thần A-tu-la. Mà thần chân chánh thì giúp đỡ cho đời được. Thần A-tu-la thì cái từng cổ nó nhỏ như cái kim cộng chỉ vậy đó, giặt đến quý vị không ăn được gì hết. Nên mình phải trở lại làm thần chân chánh đó. Dầu không đắc quả cao thì cũng đắc quả thấp, cho nó giải mã được cuộc đời của mình, để gắn tu, để sau này trở lại để cứu vớt người ta. Dầu cho mình làm một cái bậc thấp đi nữa mà mình phiên được một người tu, mình vẫn có công đức. Còn cái vị Phật người ta nói ra để mà dạy hết tất cả nhân loại trên thế giới này, quý vị thấy không? Nhưng Phật Thích Ca mình không bỏ tất cả để rồi có tất cả. Nên quý vị hãy trở về nội tâm, mình làm cái bậc thấp thôi. Đường đạo đức bước đi từ nách, mình không có thể bước một lần là 10 cái nách thang được. Mình phải bước đi từ nách, ngoại quan hình bất chấp kỳ hình đó. Thành thử ra với cái mức độ nào mình phiên ai được thì nên phiên. Và mình nói những gì đừng có bắt chánh thì nó không có bị tổn phước cho mình thôi. Nên phiên với quý vị cộng đồng mạng, đừng chỉ trích nữa, đừng làm cho xáo trộn cộng đồng mạng nữa. Hãy trở về nội tâm chúng ta đi, để làm một người công dân tốt, làm một tín đồ tốt, để giúp ích cho nước non nhà của mình. Là trong cái bốn điều luật mà Đức Thầy, Đức Phật đã ra, một là ơn tổ tiên cha mẹ quý vị cũng đã biết rồi. Nó hai là ơn đất nước, ơn đất nước ta phải làm gì trong kiếp sống của mình nó. Rồi ba là ơn Tam Bảo, thì tại vì tên Tam Bảo là thờ Phật Pháp Tăng. Tại vì con người có trí óc là nhờ Phật Pháp Tăng khai mở trí óc cho sáng suốt. Phật là đứng toàn thiện toàn mỹ, bác ái vô cùng, quý cứu giới sanh linh ra khỏi dòng trầm luân khổ hải. Thế nên Ngài mới truyền lại giáo pháp, tức là những lời chỉ dạy cho các chư tăng, đặng đem nền đạo đức của Ngài mà ban bố khắp trần thế. Các chư tăng chẳng ai lạ hơn những đại đệ tử của Đức Phật. Tại vì Đức Phật luôn luôn chỉ dẫn và cứu vớt quần sanh thoát miền mê khổ đó. Nên ta phải làm y theo như vậy, làm y lời chỉ ngày ngày gặp ta đó. Thầy nói sát cần để lợi làm quà, là quà thôn hảo cảnh xứ chi ta, tạm giác nhân sanh bể ái hà, mượn sát quỳnh dân thăm sát kẻ, chờ ngày thiên định thiết hùng ca đó. Quý vị phải tu đi để chờ ngày thiên định thiết hùng ca, để diễn tiến Đức Phật, Đức Thầy trong ngày Long Hoa Đại Hội đó. Chứ đừng bao giờ mà bỏ trôi đạo đức hư danh dạy kiềm. Một mai được gặp cõi tiên, phỉ tình nguyện ước khỏi phiền lòng ta, dài lời để lợi thiến ca, đi không tách gót đường xa xứ người đó. Trò buồn thầy lợi tức cười, đâu đâu bá tánh cũng người trời xanh, gần xa thầy chỉ đành gành, quyết tiễn con lành đem lại Phật gia, cáo từ làng xóm trẻ già, chúc cầu lạc nghiệp nhà nhà ấm no. Nên quý vị phải trở về nội tâm, niệm Phật cho nhiều gành đặng thấy thành tiên đó. Tại vì sau này á, Ngài sẽ trở lại đó.
thành việc để mình mở hội Long Hoa Thánh Đức để chọn lựa những người cao công đức để đặt về một vị trí nào đó, mình tu như thế nào mà được thầy tổ chọn thì chừng đó mình mới sáng danh đạo và gạn danh thầy. Đó, trao thân phận gạn danh hiếu để thỏa dạ thầy nơi chốn mây gần. Đừng chia lìa bắt tổ năm tâm, chỉ biết giống lạc hồng thượng cổ. Tai nghe chi những câu ái ố, là những cái người mà phỉ báng những bậc thánh danh đó, tai nghe chi những câu ái ố, lòng từ bi chớ cố lời dèm. Đạo hiểu rồi ngôn tự gọi nem, ti cõi thế lắm lem trần tục. Nó thành thử ra mình phải nhận xét đi quý vị, hãy nhận xét hai đường tà chánh. Các chư Phật không khi nào rảnh đó quý vị, tâm từ bi vẫn nhớ chúng sanh, ổng mới từng giảng năm canh hết trơn quý vị ơi. Coi quý vị niệm Phật như thế nào để ghi vô đó, ghi vào lòng sáu chữ Di Đà thì hiền lương quên mất điều tà, đừng hạnh phúc là nhờ lòng cố gắng đó. Quý vị hãy trở về nội tâm. Thưa quý vị cộng đồng mạng, quý vị hãy tu gấp gấp lên, rồi quý vị đừng phỉ báng ngài Thích Minh Tuệ chúng ta nữa. Ông đã có sứ mạng lâm phàm dạy thế, phiên với những anh thầy chùa của mình, hãy trở về trao thân phận của mình đi, là một sứ giả của Như Lai, để truyền đạt những gì mà Như Lai đã dạy cho Phật tử chính đồ của nhà Phật của quý vị nghe, để người ta hiểu biết, người ta tu thêm. Đừng nói những điều phi pháp nữa, đừng có nói những điều mà thạch thượng, mà vẽ ra những điều lực mà mình đã phản bội lại lời dạy của Đức Phật và Đức Thầy. Nên thưa quý vị, quý vị hãy đón những cái đại lễ mà mấy em của mình quay ha, dầu bất cứ tôn giáo nào quý vị hãy đón xem đi, để mình học hỏi những các vị Phật, vị Thánh, vị Thần, để mình trao dồi đức hạnh, cán trao đức hạnh ngày xưa ngày sau sẽ tường. Ngôn từ đạo hạnh ý thầy thuyên, hạnh đức ăn cần gán tập chiên. Thách tổ của quyền nơi chính suối, mỉa mai xa lánh sáu đường duyên. Vô thượng thẩm thâm dĩ ý kiền, danh ngôn chép đệ gạch đàn tiên. Cư gia tịnh độ tâm viên mãn, sĩ xuất danh từ dốc dạy phiên. Đó là lời của Đức Phật Thích Ca, cái đoạn cuối trong quyển năm mà cái quyển Khuyến Thiện mà Đức Quỳnh giáo chủ đã sáng tác nha quý vị. Quý vị thấy không, rất là tuyệt vời quý vị. Cái quyển năm mà ai mà không biết Đức Quỳnh giáo chủ viết, mà ngài còn khiêm nhường, ngài là vị bậc Phật mà ngài còn khiêm nhường. Ngài nói vậy, ngài viết là cái đoạn này là của Đức Thích Ca Mâu Ni Từ Phụ nó, chứ không phải là của ngài. Còn mấy ông tăng của mình bây giờ lên là của ta, của ta, của ta không. Năm điều cấm của Đức Phật thì sửa đi, nhưng Tích Đợi Đồ của mình đó, sửa đi cái điều lực thứ ba là cấm không tà dâm, mà ổng sửa lại là cấm không phản bội ổng. Nếu ai phản bội ổng thì kiếp sau thầm chó đó quý vị thấy không. Đổi giáo pháp của thầy, đổi điều lực của Đức Phật và Đức Thầy hết, mà xưng mình là tăng đồ, xưng mình là thầy chùa, xưng mình là có bằng cấp đủ đủ thứ trên hết đó. Quý vị thấy có đúng chưa? Nếu quy y thì khá hành y, quy y theo một ông thầy nào đó thì mình phải nghe lời của một vị giáo chủ đó, người ta truyền đạt như thế nào mình lãnh hội, mình đừng nói sai chặt. Tại vì Đức Quỳnh giáo chủ cho biết là quý vị mà nói sai một cái địa một dấu thôi là đi một dặm, mà sửa một chữ thôi là giảm một kỷ đó quý vị. Sửa chỉ một chữ giáo lý của nhà Phật Đức Thầy thôi đó là giảm đi một kỷ đó. Đó, còn mấy ông tăng này ông đổi tới điều lực luôn nữa thì quý vị tính rồi ông giảm bao nhiêu kỷ.